Hello anh em nhá. Vừa lên cấp 75, mình vừa up được cuốn ekip để xem thôi. Bây giờ mình sẽ up thêm dòng cam cùng với lại là cường hóa thì lên được bao nhiêu lực chiến. Lúc này ăn thêm 1.380.000 lực chiến. Đá hồn thì chưa có đề khảm. Đá hồn thì chưa có đề khảm. Chưa 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 mua được viên võ tướng với là cả yên tuyết thì khi khác sẽ mua. Tạm thời cứ up trước trang bị cơ bản và cường hóa. Hai viên kia thì nó lên khoảng cỡ tầm 4k lực chiến. Ở đâu viên võ tưởng thôi thì lên tầm 4k lực chiến. 4 4 hay 6k gì? 4k hay thoại. Giá chuẩn 4k. Đám minh chủ xong rồi mua cái này lên được 25k lực chiến rồi. Vừa lên bí kíp thì lên được 25k. Bang bây giờ mạnh kinh khủng rồi. Mình đây lên cấp cho sinh viên năm công phi gắn vô cái nhẫn nha anh em. Anh em nào mà đã từng chơi 946 mà có acc clone mà bây giờ anh em chết lại nó full nhìn á thì anh em có thể liên hệ mình để mà bán nha anh em. Mình mua acc số lượng lớn sát sát clone full nhìn thôi. Có thể cái acc đó anh em tạo ra anh em chọn phái anh em chạy lên cấp 20 30 gì đó anh em chơi vài ngày xong anh em tự nhiên nhảy server hay là như nào đấy. Bây giờ nó còn lại cái sát acc chỉ cần level 20 30 gì đó tôi không biết mà miễn nó full nhìn là tôi xúc nha mọi người. Mà acc đó là phải kiểu chơi từ ngày xưa ấy, chơi từ hầu mới mở server á. Chứ còn bây giờ vào tạo acc level 20 20 thì tôi không chấp nhận. Tức là tôi chét cái điểm danh. Chét cái điểm danh lại là cái thiếu quan ngày tạo nhân vật ấy. Nói chung là acc mà chơi từ ngày ngày đầu vào tạo từ ngày đầu thì được, còn những cái acc mà giờ mới tạo lên full nhìn thì tôi không mua. Thế anh em nào có thì liên hệ với mình nhá, mua ít acc full nhìn về nữa để cày anh em ạ. Vàng bây giờ dùng không đủ dùng, không đủ chuyển. Gặp hai con nghệ thủy ngồi lên top được luôn này. Hai bạn này còn ghê thì sao có bạn còn ghê nữa.
Đang thức tỉnh mà mãi vẫn chưa xong. Rồi, khỏi đánh được cuối luôn đi. Ra nghịch luôn anh em ạ. Không biết có được full nhồng cam không? Ăn tất cả thể chất, tỷ lệ kháng bạo kích, lệ kháng thuộc tính. Trời ơi, xịt hết rồi anh em ạ. À. Rắc thế, lấy được đúng một vòng 12 cái áo thì ở hai ba vòng chứ. Trời ơi, thiệt luôn này. Một hai mấy 12 cái áo lấy được 3 vòng. Tỷ lệ là 4 trên 1, 1 trên 4. 25%. Quá ác độc. Quá ác độc. Một cái tỷ lệ quá ác độc anh em ạ. Cái áo mà chỉ lấy được 3 dòng cái này thì quá là ít. Nó khác là quá đen. Thường nhân cái vật còn luôn. Bữa mình nói không ai tin. Nó ngoài tình cãi cãi rắp 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 đập thêm chừng 5 cái nữa rồi giám định nha mọi người. 5 cái giám định một lần, 5 cái giám định một lần. Bà con cô dì chú bác ở trên xin 2 viên 5 cục phi nhé. Giờ mà xả S10 luôn là lên cấp rồi. Ba khá rồi.
dòng á, không biết 500k cống hiến này có làm được cái gì không? Thấy phiêu lắm. Hai cái mà ra được cơ. Ba dòng khó hiểu thiệt. Trùng nhầm luôn. Bốn cái được tẩy. Ok, một cái kháng tất cả nè. Trời ơi. Ui trời ơi, tỷ lệ kháng bị thương. Còn tỷ lệ kháng hoạt tính với tỷ lệ kháng hoạt kích nữa. Hai dòng thủ. Áo này đa số toàn dòng thủ thôi. Hai dòng nữa nha, cứ khó lên phát đây. Chắc không ra quá anh em. Gừng hó thì thấy nuột mà sao. Gừng hó thì thấy nuột mà sao đập đồ thấy chua quá. Còn có nhiêu đây à, đập hết luôn cho rồi. Cứ đập ba cái giám định lần, ba cái nghĩ là chắc là cũng chua chết, chua lét, đập cạn cống hiến luôn, không biết sao giờ. Ba cái này ra thêm được một dòng là mừng rồi. Được 5 dòng cam. Xong rồi từ từ lấy thêm dòng cam nữa là 4 dòng. Quan trọng là ba cái này nó phải ra được một dòng nữa thì mới là ok. Được ba cái luôn ấy chứ. À thấy được ba cái vừa khít tôi đít luôn. Bật đèn nào lên nữa. Trời ơi trùng dòng. Không thấy được.
không lấy được dòng nào. Ây da, đâu 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 đâu. Kỳ này tới nái rồi. Xin thành công đúng không? Đấy, thấy chưa? Biết ngay. Từ từ. Đang căng. 5 17 với 3 là 20 cái, lấy được 4 dòng anh em ạ. Còn là tỷ lệ 1-4. Quá cho đẻ. Ra ba cái kế thừa không ra cái hiếm luôn. Nhà được một cái à. Để vô bán hết mạnh trang bị đập tiếp ha. Hay là thôi 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 phải bán mạnh trang bị đi. Ở đây rồi. Mày quá. Nhưng mà tôi lại muốn bán mạnh trang bị rồi đó anh em ạ. Biết đâu bất ngờ. Được một cái nữa không ta? Sợ không được á. Con này chiều 200 và lẫm. Sẵn nghe tiêu sáu cái chắc là xây nghe cái kia tổ bồn tôi để người ta đấu. Mình xem rồi mình làm đếm thử đấu được đấu mấy cái này, mà đấu nhiều là không được, đấu nhiều thì mình phải hỏi danh tính ngay. Đấu 6 cái thì sẽ tụ buồn thôi, đấu đi. Đây rồi, cái chiếc áo cuối cùng là có thật. Xong không ra. Được 5 dòng, nếu khảm nữa là nói chung là lên cấp là tăng được khoảng cỡ tầm 80k lực chiến đấy. 82k lực chiến rồi nè. Chưa tính viên đá khảm vô, khảm vô nữa thì tăng 4k lực chiến nữa. Mà mắc dòng nữa, nói chung là tăng được khoảng 90k lực chiến đấy anh em ạ. Lên cấp mà nếu mà full hết tất cả mọi thứ luôn á, là từ từ khảm, từ bí kíp, từ full dòng cam là lên được 90k lực chiến.